Dạ, kênh Bonsai Cần Thơ kính chào cô chú anh chị các bạn. Ta sắp đến thì mình mời cô chú anh chị các bạn xem chọn những cây ưng ý thích hợp về cho cây kiểng nha. Này hàng mini của chú anh chị các bạn. Trước khi clip thì mình cũng cho cô chú anh chị, nếu cô chú anh chị thích mà mai con muốn gửi thế này đi. Rất là nhiều ha. Thì liên hệ trực tiếp với Công Điệp luôn, cũng có giá khoảng từ 5k một cây gì đó cô chú anh chị các bạn. Để con gửi quá đẹp đẹp không à. Nha. Ủa, trồng ro nè. Thật ra cao 2, cỡ 3, 4, 3 tấc mấy, 4 tấc, 5 tấc cũng có luôn cô chú chị bạn. Hàng mới, hàng bự thì vừa có đầy đủ ha. Thì đã mất thời gian thì kênh Bonsai Cần Thơ. Cảm ơn cô chú thời gian qua đã ủng hộ cây kiểng của vườn mai chúng anh. Vườn mai của đẹp đây ha. Và kênh Bonsai Cần Thơ. Rồi bắt đầu cho clip, đã mất thời gian thì những này giao luôn hàng mini nha cô chú chị bạn. Nút rất là nhiều nè, kẹo nữa ha. Kẹo luôn á. Rồi, chào luôn. Anh tới rồi nào? Đĩa mà chọc không hay. Hết hồ, xíu hụt rồi. Anh xin chào cô chú anh chị em mình đang xem clip trên Bonsai Cần Thơ nhé. Hôm nay quay trở lại vườn của em thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em mình lô giảo siêu nụ của em ha. Em bán theo cặp, một cặp đồng giá 550 ngàn, em bao phí ship hoàn toàn quốc luôn. Và hôm nay thì cái clip ngày hôm nay thì em cũng xin nói là cũng sắp sửa là miền Bắc á, ngoài khu vực miền Bắc thì cũng sắp sửa lại lá rồi. Thì cô chú anh chị em mình có mua thì liên hệ em qua số điện thoại là 0968282738 và kết bạn với Zalo với số em luôn để em cho cô chú anh chị em mình cái ngày lại lá ha. Vì miền Bắc còn có mấy ngày nữa là mình lại lá rồi đó. Rồi để không mất thời gian thì hôm nay em xin giao lưu cái mã số 1C là cặp giảo siêu nụ của em ha. Cái lưu giảo cặp giảo siêu nụ nha. Cái này thì hoành gốc là 6778 nên là em không có đo hoành gốc mà em chỉ đo chiều cao và tán ngang thôi nha cô chú anh chị em mình. Rồi em vô mã số là 1C ha. Rồi cặp mã số 1C chú chị bạn ơi. Chiều cao là 50. Chiều cao là 47. Trời, cái này có cái bông rất là nhiều. Bông chùm tán ngang 52. Bông chùm tán ngang là 47. Cái này nút nó kẹo chứ ha. Dạ, dạ ở cái lô này là lô siêu nụ ha cô chú anh chị em mình. Để tròn do. Lấy luôn cái dao này. Nút rất là nhiều ha, kẹo luôn nè. Rồi cặp mã số 1C. Dạ màu C này cũng giao lưu với cả nhà mình 550 ngàn ha. Rồi xin phép đổi cặp luôn. Rồi kinh xuống. Kinh xuống được không? Kinh xuống. Kinh làm cây thôi. Rồi tiếp theo cặp số 2. Rồi mã số cặp 2 bữa nay tuyển được 2 nhân viên đẹp không? Ừ, có cái đó nữa kìa con. Chiều cao là 55. Cái đó để sát cái kia luôn. Chiều cao là 49. Trời ơi, hôm nay nhân viên tí hòn. Tí hòn. Tán ngang là 40. Cái nào cũng lúc tròn do ha chú, giờ Phú Đức ha. Tán ngang là 34. Cầm quay. Người ta đứng chờ. Đang sỏi nút không hay. Ủa, chứ không phải cố tình hả? Không. Cái này là cặp nút ha. Cặp giả siêu nụ nha cô chú anh chị em mình. Tròn do. Dạ. Tròn do luôn ha. Đây là mã số 2C ha, em cũng giao lưu với cả nhà mình là 550 ngàn luôn ha. Rồi, xin phép đổi cặp luôn. Rồi. Cặp 2C Giảo Đức ha. Ngủ rất là nhiều. Xuống này con. Để xuống dưới rồi để đang đi kia nè. À quên. Rồi, tiếp theo cặp 3C của chúng chị bạn. Chiều cao là 62. Tán ngang là 36. Nút cái kẹo chứ. Chiều cao là 57. Nút tròn do. Tán ngang là 44. Nút rất là nhiều hơn chứ như bạn nè. Cây này nè. Cái này siêu nụ nè. Nhìn kẹo hết trơn, nút hết trơn nè. Nhìn kẹo nút hết trơn. Rồi. Củ to, tròn do. Rồi, cặp mã số 3C. 3C này cũng em bán với giá là 550 ngàn ha. Rồi tiếp theo cặp mã số 4C. 4C chiều cao là 51. Rồi tán ngang luôn. Tán ngang là 43. Cô thò nhí ha. Chiều cao là 41. Một bé nhí ha. Tán ngang là 42. Cụ đẹp. Chắc cái lô này lên bán chắc hết luôn quá. Có nút quá trời. Ở nay có nhân viên nhí tí hon. Quá trời nút ha, kẹo chân này của chú chị bạn. Cây này cũng gì luôn ha, tròn do nụ rất là nhiều đặc luôn, nụ kính ha của chú chị bạn.
Dữ vậy luôn ha. Đang giấu dưới nè. Liền cốt, củ trần gió. Rồi. Rồi, rồi, rồi cái này. Mã số 4, 5C nha. Tiếp theo hôm nay là mã số 5C. 5C nha cô chú anh chị em, mà 5C. Chiều cao 57. Đi vòng vòng sau lưng chúng nè con. Đi chiều cao là 45, nên trước mặt nên trước nó muốn xuất hiện ở trên màn ảnh chính. Tán ngang là 39. Đúng rồi đó con. Tán ngang là 32. À, nút cắt là kẹo luôn ha. Đây cái này gì ha? Để ngang đi con, để hàng ngang vậy nè. Ôi. Dở hết trời. Quá trời nút luôn cô chú chị. Kẹo. Nút rồi, cái này là nút cái hàng này à. Cô chú chị em mình ha. Ừ, ngon. Ừ. Ha, coi cái nút của em luôn ha. Nút nè, em dở lên nè. Quá xá luôn. Dạ cái lô này lô siêu nụ nha cô chú anh chị em mình, siêu nụ luôn ha. Cái lô này hiện tại là cái vườn này của em mà đang làm 1000 cây. Cái này là cho Hà Nội đi. Nên cô chú anh chị em mình cứ yên tâm về cái dàn nút này của em ha. Cái dàn nút này em đang làm cho Hà Nội đi 1000, cái số lượng là 1000 cây lận. Rồi, đó cặp luôn. Rồi. Mã số là 6C ha. Rồi, tiếp theo mã số 6C. Chiều cao là 53. Chiều cao là 45. Ủa, quá đẹp luôn ha. Củ nở. Nút đều hết trơn nè. Còn đây nè, nút kẹo hết trơn nè. Nút nhiều dữ lắm nhé. Cái này là phía ngoài Bắc mình là cái lô này của em á, là yên tâm luôn ha. Là cái này là chuẩn luôn á. Rồi, mã số này là mã số 6C ha. Rồi, phép bảo cây, tiếp theo mã số 7C. Này rất là đẹp ha, gốc rồi quấn rễ hết trơn rồi nha cô chú anh chị em mình. Tàn tròn do, mình với bạn đẹp toàn luôn. Chiều cao là 51. Chiều cao là 42. Cũ rồi, cũ to. Tán ngang là 34. Nút rất là nhiều. Cây này gì nữa ha? Tán ngang là 43. Mới ở luôn. Nút kẹo chứ ha. Rồi. Rồi cặp mã số 7C. 7C cặp này cũng giao lưu với cả nhà mình là 550.000 ha. Rồi sẽ đổi cặp luôn. Tất cả thì đồng giá hả chú anh chị các bạn? Đồng giá 550.000 em bao phí vận chuyển luôn ha cô chú anh chị em mình. Rồi tiếp theo. Cặp mã số 8C. Chiều cao là 47. Cũ. Chiều cao là 49. Tán ngang là 30. Nút nè. Tán ngang là 48. Dạ phải đứt nè chú anh chị các bạn. Dạ mua. Nút qua trời nút. Dạ, siêu nụ dở xuống đất nha, cô chú anh chị em mình. Kẹp nhìn này. Lên như cháu luôn nha, nút như cháu luôn. Và tàn đặc biệt tàn rất là đều luôn ạ. Nút qua trời nhiều thôi. Rồi, cặp mã số 8C, đồng giá luôn. 550k, bao ship, một cặp. Cô chú hợp nhãn mã số này liên hệ trực tiếp với công điện giúp kênh, hả cô chú bạn. Chiều cao là 48. Rồi. Chiều cao là 49. Tán ngang là 42. Wow, cái để nôm đẹp ha. Tán ngang là 41. Đi đường kia con. Đây là con cho giống, để nó xa không đúng cặp. À đúng rồi. Nút kẹo ha. Nói về cái đó là kia nó giống cặp nha. Không thành. Nó nói là nó xếp nguyên một hàng. À. Nó xíu cho đi một hàng, đúng hàng, ngưng đúng cặp, đủ cây là nó ngưng đó. Rồi, cặp này em qua 9C này cũng giao lưu với cả nhà mình là 550.000 ha. Rồi, xin phép đổi cặp luôn, tiếp theo cặp mã số 10. Rồi, đủ rất là nhiều bao ship luôn hả chú chị bạn. Đây là cặp mã số 10C. Nút kẹo luôn ha. Chiều cao 52. Cây này gì luôn chiều hả? Cao là 47. Tán ngang là 43. Ngọc quá trời ha. Tán ngang là 39. Để con rễ nôm nở. Củ tròn do ha. Cặp này cặp mã số 10C đúng vậy. Mã 10C ạ. À. Nút rất là kẹo luôn ha. Rồi đồng giá 500. Rồi, em đồng giá luôn ạ. À. Đồng giá 10C này đồng giá là 550.000 ạ. Rồi, phép đổi cặp luôn cô chú anh chị các bạn ơi. Rồi, xin phép đây là cặp mã số 1C chứ chị bạn ơi. 11C là 46 rồi ta, chiều cao.
tán ngang là 40. 46 là chiều cao. Tán ngang là 29. Đúc rất là nhiều ha. Cái này gì ha? Kẹo luôn. Lật lên thấy nè, đều ha. Cặp mã số 11C. Cặp 11C này em cũng giao lưu với cả nhà mình là 550.000 ha. Rồi, phép đổi cặp luôn. Tiếp theo cặp mã số 12C. Cũ ha. Thì do. Chiều cao là 48. Này để nở ha. Chiều cao là 41. Nút ha. Tán ngang là 42. Tán ngang là 47. Nút kẹo luôn của chú anh chị. Qua xa nút luôn. Rồi quay vọng luôn. Rồi cặp mã số 12C. 12C này cũng giao lưu với cả nhà mình 550.000 ha. Rồi xin phép đổi cặp luôn nha. Rồi tiếp theo cặp mã số 13C chú anh chị các bạn ơi. Pin. Tất cả đều bao ship luôn nha. Lấy ginh cây rồi con. Chiều cao là 48. Chiều cao là 50. Nút kẹo luôn ha. 32 là tán ngang. 35 là tán ngang. Nút quá trời nút luôn ha. Để nở cũ. Để nở ha. Để là liền cốt. Con cầm cây cái cỏ luôn. Nút quá trời luôn ha. Thôi ai mua mình khuyến mãi cây cỏ luôn. Chứ cỏ đấy khó nhổ lắm, con cho đẻ nó nở dài lắm. Rồi, xin phép đổi cặp luôn. Tiếp theo cặp mã số 14C. À, 4C. Chiều cao là 54. Chiều cao là 53. Tù rất là kẹo nè. Tán ngang là 38. Tán ngang là 37. Dạ, đặc biệt vườn em có số lượng sỉ cái lô mai siêu nụ này luôn cho cô chú anh chị em mình mua về bán Tết ha. Cô chú anh chị em mình cần mua về bán Tết thì liên hệ em qua số điện thoại là 0968282738 nha cô chú anh chị em mình. Vườn nhà em có giá sỉ này, lô hàng này luôn ha. Và đặc biệt giá sỉ rất là yêu thương cho cô chú anh chị em mình mua về bán Tết lại nha. Cô chú anh chị em mình cần thì liên hệ em qua số điện thoại và kết bạn Zalo với em ha. Em xin hướng dẫn tận tình cho cô chú anh chị em mình luôn ạ. Rồi phép đổi cặp luôn. Tiếp theo số 15cc. Chiều cao là 52. Gió nhưng mà sáng đẹp ha. Chiều cao là 52. Nút rất là nhiều. Tán ngang là 43. Nút kẹo luôn ha. Tán ngang là 34. Cây này cái gì luôn ha. Cặp này rất là đều nha. Mình chỉ có 550 ngàn thôi. Thì mình đã có ngay cặp mai để mình chơi Tết rồi. Để trên bàn cũng là đẹp luôn ha. Để phòng khách rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị em mình. Mà nút nè, siêu nút luôn ha. Siêu nụ luôn, nó lên tới cái ngọn mà cái nút nó còn như thế này nữa. Nên cặp nó lâu này của em mà siêu nụ luôn nha cô chú anh chị em mình. Rồi cặp mai mình không mua được cái cặp mai này là rất là tiếc luôn á. Tàn tròn. Rồi thôi đổi cặp luôn. Tiếp theo cặp mai số 16C. Chiều cao 45. Tán ngang 42. Chiều cao 50. Tán ngang 43. Rất là nhiều ha. Kẹo nè. Trái xanh đọc luôn ha. Dạ đây nè. Nó cũng nó múc hết trơn. Ừ, rất là xanh luôn ha. Từ trên đọt về chạy xuống nè. Lia dạt xuống cho mặt không? Tới đây. Nhìn cái đây nè. Cho từ đây tiểu qua bên đây ha. Nó lên đây trên đọc luôn. Hết hồn. Lâu giả siêu nụ này của em đều đồng giá là 550.000 nha cô chú anh chị em mình. Thì của em thì đúng rồi. Qua trên nút. Cái này cũng gì ha, nút sâu khổ chê luôn. Rồi phép tới cặp luôn. Cặp này quá trời nút nụ nhiều. Lên bé, rồi, lên bé ơi. Cặp mã số 17C. Chiều cao là 51. Tán ngang là 47. Rồi nút. Chiều cao là 45. Tán ngang là 29. Trời ơi nè. Từ trên dài xuống rồi chú nhìn bạn. Cây này cái gì luôn ha. Rồi để con rễ nằm dưới ha. Cũ. Trần do. Rồi cặp mã số 17C. Giao lưu giá cặp mã số 17C luôn cô gái. 17C này em cũng đồng giá là 8.
Dạ 550.000 em bao phí vận chuyển ha. Yeah. À, số điện thoại Zalo của em là 0968282738 ha. Và đặc biệt giường em có giá sỉ cho cô chú anh chị em mình luôn nha. Rồi. Gấp lại cặp luôn, chú gì ba ơi. Nhưng anh hỏi cái gì? Bé chắc này không cho đứng luôn nè. Rồi cặp mã số tiếp theo là mã số 18C của chú gì ba. 46 là chiều cao. Lúc vào là nè. 34 là tán ngang. Quá xe nút luôn ha. 50 là chiều cao. Cũ. Tán ngang là 35. Cái này. Cũ cái này nha. Coi chừng con bé này nó ginh rồi móc bán hết cây bán luôn cả bà chủ đó. Nút quá là kẹo luôn ha. Quá trời luôn mà nó đọt vậy luôn. Nhìn cái gốc cũng đẹp nữa. Gốc quán rễ hết. Siêu nụ nha bà con. Cái đẹp luôn à. Siêu nụ nha bà con ơi, siêu nụ à. Rồi, phép đỡ cây luôn. Rồi, tiếp theo cặp mã số 19C cái gì bạn? Chiều cao là 51. Tán ngang là 30. Nút rồi nè. Chiều cao là 48. Tán ngang là 44. Nút quá trời ha. Để nha. Thấy đẹp. Nút quá trời ha. Nút quá kẹo luôn của chú gì ba ơi. Để ha. Để đẹp luôn. Để quái đẹp ha. Rồi cặp 19 em cũng giao lưu với cả nhà mình là 550.000 em bao phí ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị em mình. Rồi, mạng vô mày vô mua nhanh để hết bà con ơi. Tết sắp đến rồi cô chú anh chị ba. Rồi phép đỡ. Còn một tháng nữa là tới Tết rồi bà con ơi. Tiếp theo cặp mã số 20C. Chiều cao là 56. Tán ngang là 34. Chiều cao là 57. Tán ngang là 38. Một chút nhóc chứ ha. Trên đây dài dài xuống ha. Đi nôm. 24 rồi đó. Đi đẹp. Củ nôm quái luôn. Nốt quá trời kẹo luôn ha. Ừ. Rất nhiều nút ha. Rồi, mã số 20C. 20C này cũng giao lưu với cả nhà mình 550.000 luôn ha. Rồi, xin phép đỡ cặp luôn chú chị bạn ơi. Nụ rất là nhiều đế, quái đẹp hơn chú chị bạn. Hay mã số 21C. 52 là chiều cao. Trời ơi, nút việc nè chú chị. Nhánh này thôi đủ rồi. Tán ngang 37. Nở bông là đủ rồi. Mini gì đó. Chiều cao 54. Tán ngang 32. Cũ. Này nó giấu ở đây hay nở cũ nha. Còn nó lầu cũ nha. Nôm. Quái đẹp luôn nè. Nút cũng bao la luôn nha. Kẹo nha. Tại đây nút hết nhiều. Rồi phép đổi cái lên. Rồi tiếp theo mã số 22C đúng chị Mai. Tàn tròn. Nút đủ rất là nhiều ha. Chiều cao là 46. Cầu thế này. Tán ngang là 38. Cũ tròn do. Chiều cao là 46. Nè cũ. Tán ngang là 43. Trời ơi, càng ngày càng nút coi. Đó, cô chú anh chị thấy không? Mình lia dài dài lên trên. Ô là. Nút quá trời. Ô là. Ngày nào cũng vậy nha. Rồi cặp mã số 22C. Cũng đồng giá không chú chị các bạn. 550 một cặp. Bao ship dạ Hữu Đức dạ mùa. Rồi phép đổi cây luôn. Tiếp theo mã số 23C. Chiều cao là 48. Tán ngang là 34. Nút nè. Chiều cao là 54. Nút rất là nhiều ha. Là cũ. Tán ngang là 42. Này mã số 23C ha, cũ nở nè. Nhưng mà tàn rất là đều luôn. Nhiều ha. Dạ tàn rất là đều luôn nha cô chú anh chị em mình. Rồi, cặp mã số 23C cũng đồng giá luôn chú anh chị em bạn. Bao ship luôn. 550k một cặp. Dạo Thủ Đức. Rồi cặp 24. Tiếp theo này cặp 24C. 84 là chiều cao. Ở 48 là chiều cao. 48. Cái này 46 là chiều cao.
nút rất là kẹo ha. Chiều ngang là 48 luôn. Nút rất là nhiều ha. Chiều cao là 33. Củ cái quái nha chú anh chị bạn. Ồ à, nút nè, trên đọc luôn ha. Rồi, cặp 24 này em cũng xin giao lưu với cả nhà mình là 550.000 ha. Cặp 24 này là cặp em kết thúc cái clip ngày hôm nay. Cuối clip em xin kính chúc cô chú anh chị em mình xem clip vui vẻ và chọn được cây ưng ý. Liên hệ em qua số điện thoại là 0968 282738 và số điện thoại này em cũng xài Zalo luôn ha. Em xin chào cô chú anh chị em và xin hẹn cô chú anh chị em mình cái clip tiếp theo của em ha. Rồi, xin chào luôn cô chú anh chị các bạn ơi. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem. Một cô chú anh chị liên hệ theo mã số. Đây còn rất là nhiều ha, sấp xỉ cũng có luôn. Đặc biệt là đế quái đẹp. Đặc biệt là nhiều nhưng có số lượng xỉ ha. Rồi, kính chào luôn cô chú anh chị các bạn ơi. Kính chúc cô chú anh chị Tết sắp đến là chọn những cái nghỉ dẹp chơi Tết ha. Rồi, đặc biệt là kính chúc lần nữa là gia đình an khang thịnh vượng, phát tài, hạnh phúc bên gia đình người thân ha. Rồi, xin chào luôn cô chú anh chị các bạn ơi.